hàng trăm người đội nắng nóng xếp hàng đổi vé đêm nhạc Blackpink. Theo thông tin từ ban tổ chức, đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội bắt đầu từ 8 giờ sáng nay, 26 tháng 7, ban tổ chức sẽ mở điểm đổi phòng tại sân vận động Mỹ Đình. Theo đó, người hâm mộ cần đổi vé online thành vòng tay để tham dự hai đêm diễn vào ngày 29 và 30 tháng 7 tới. Thời gian đổi phòng sẽ bắt đầu từ sáng 26 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, mở cửa từ 10 đến 20 giờ hàng ngày. Ban tổ chức khẳng định vé đổi phải là vé chính chủ, không chấp nhận ảnh chụp màn hình, mail forward. Theo ban tổ chức thông báo, trong buổi sáng 26 tháng 7, sân khấu của chương trình chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc Blackpink 2023 đang dần hoàn tất phía bên trong sân vận động Mỹ Đình. Thời gian đổi vòng tay hai đêm concert Blackpink sẽ kéo dài từ 10 giờ sáng đến 20 giờ, từ ngày 26 đến 28 tháng 7. Riêng hai ngày 29 và 30 tháng 7, khán giả chỉ có thể đổi vòng tay đêm diễn tương ứng. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.